Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra tại cơ sở game Thế Hệ Mới nằm trên đường Tôn Đức Thắng thuộc khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các máy này và không có giấy phép kinh doanh. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tổng cộng 4 máy game bắn cá để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 50 cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi game điện tử, bắn cá, bắn thú. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan đến game bắn cá, bắn thú. Sau thời gian tạm lắng, thời gian gần đây, các cơ sở kinh doanh game bắn cá hoạt động rầm rộ trở lại nhằm quản lý chặt, tránh lợi dụng việc kinh doanh game bắn cá để tổ chức đánh bạc. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá bắn thú đã được cấp phép, đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh chuyển đổi ngành nghề khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.